Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và hôm nay, tôi có sứ điệp đến chào Thánh của Chúa với tựa đề quyền năng của sự cầu nguyện. Và câu kinh thánh mà chúng ta sẽ đọc cùng nhau là trong công vụ sứ đồ đoạn 12. Từ câu 1 cho đến câu thứ 7. Như trên bản anh em nhìn thấy đó. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy sống trong sự vui mừng, bình an và đầy dạy đức tin. Vì lý do là gì? Lý do là tất cả những sự thất bại, đau đớn, buồn rầu của quá khứ nó không còn một quyền gì trên đời sống của chúng ta nữa. Quyền năng của sự cầu nguyện nó khiến cho thế giới này được biến động. Và quyền năng đó được Đức Chúa Trời đặt trên môi miệng của chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta phóng thích ra một sự thay đổi. Nếu chúng ta nhận biết rằng có một năng lực trong lời cầu nguyện, thì tôi nghĩ rằng Hội Thánh của Chúa chỉ tràn ngập những tin cười. Amen. Hội Thánh của Chúa sẽ không còn sự buồn đau, không còn sự than vãn, không còn những cuộc đời đau đớn này. Cho nên tôi cố gắng để nói với toàn thể Hội Thánh của Chúa cũng như tất cả những người đang theo dõi trên livestream này, hãy nhận biết rằng có một năng lực trong đời sống của anh chị. Hãy sử dụng nó và hãy nói thật lớn ra trong danh của Chúa Giêsu, thì mọi điều sẽ được biến đổi, mọi sự sẽ được thay đổi. Ngày xưa tất cả các thánh có thể thay đổi chính vận mệnh của một quốc gia bằng một lời cầu nguyện. Cho nên ngày hôm nay thưa anh chị em, không có cớ gì để cho chúng ta thất vọng hay than vãn nữa. Và tôi xin khởi sự đọc đọc kinh thánh đó, và chúng ta sẽ cùng nhau đi lại từng câu một để chúng ta lãnh hội được điều hôm nay Chúa muốn truyền đạt. Đương thời đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý Giuđa nên cũng sai bắt Phêrô nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho bốn ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có bốn tên lính. Vua toan đợi lúc sau lễ mừng quan thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phêrô bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phêrô ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phêrô, đánh thức người mà rằng: hãy mau trở dậy, xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Amen. Đây là một câu chuyện được ghi lại trong sách Công vụ Sứ đồ, kể về một sự kiện đen tối trong hội thánh. Anh chị em biết rồi đó, Chúa Giêsu có 12 sứ đồ, và ngoài 12 sứ đồ đó, trong 12 sứ đồ đó, Chúa Giêsu có 3 người thân cận, có phải không anh chị? Phêrô, Giăng và Gia-cơ. Trong đó Giăng và Gia-cơ là anh em ruột với nhau. Ba người này luôn kề cận với Chúa. Ba người này học hỏi với Chúa rất nhiều. Ba người này được Ngài chia sẻ những điều tâm huyết. Thậm chí khi Ngài lên núi hóa hình, là nơi mà biệt riêng, thì Chúa đem chỉ 3 người đã theo, còn 9 người còn lại ở phía dưới. Cho nên Giăng, Phêrô và Gia-cơ có những điều được Chúa bày tỏ rất sâu nhiệm. Anh chị em đọc những bức thư của Giăng, anh chị em đọc phúc âm của Giăng, anh chị em sẽ thấy, phải không ạ? Nó khác hoàn toàn với ba phúc âm khác, có phải vậy không ạ? Cho nên những điều đó Chúa biết, con người biết, và ma quỷ nó cũng biết. Và ngay mà hội thánh bắt đầu phấn hưng tại Jerusalem, thì vua Herod bắt Gia-cơ và chém đầu. Anh chị em thấy chưa? Tại sao nó không bắt Thomas chém anh chị em? Tại sao bắt Thomas chém, không bắt Gia-cơ chém? Nó biết rằng nếu chém được Gia-cơ, nó sẽ làm thiệt hại cho hội thánh. Nếu như Gia-cơ không chết, không bị chém đâu, ngày hôm nay mình có những bức thư tuyệt vời từ ông mà đọc, có phải không? Herod là đại diện cho quyền lực của sự tối tăm. Herod là hiện thân của Satan thời bây giờ, và nó biết nó phải làm gì, nó biết nó phải tiêu diệt những điều gì có ích lợi cho hội thánh. Và nó thấy rằng Gia-cơ bị chém một cách quá ngọt ngào, lưỡi gươm đưa đi quá ngọt, cho nên nó bắt đít Phêrô rồi. Anh thấy chưa?
cho nó không bắt người khác, cho nó bắt mai kia, bắt tiếp mai, mai thì ở phía rồi. Và tôi nghĩ nếu không dừng lại chỗ này là bắt tiếp dân nữa, là ba người thân cận với Chúa. Nó biết rằng tiêu diệt được ba trụ cột này thì nó sẽ ngắt những lệ thật ra khỏi thánh của Chúa. Nó biết rằng khi nó ngắt được những con người thân cận với Chúa Giêsu là nó có thể chặn đứng được sự phục hưng và bành trướng của hội thánh Chúa. Sao bạn biết? Nhưng có một điểm tôi khích lệ anh chị em buổi sáng này, đó là tại sao Gia-cơ và tại sao Phi-rơ được cứu sống là điều mình phải suy nghĩ. Khi Kinh Thánh nói rằng vua Herod bắt Gia-cơ là anh của dân và chém đầu thì Kinh Thánh không kể gì thêm. Tôi nghĩ lúc đó cả hội thánh thấy Gia-cơ bị bắt, ai nấy đều lẩn trốn và sợ sệt đóng cửa lại. Nhưng mà đến lượt Phi-rơ bị bắt thì hội thánh làm một điều rất khác. Anh em đã thấy khác chỗ nào không? Vậy cả hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Đó là lý do tại sao có sự khác biệt giữa sự giam cầm của Phi-rơ và sự giam cầm của Gia-cơ. Gia-cơ bị giam cầm và bị chém đầu, còn Phi-rơ bị giam cầm và thiên sứ đến giải cứu. Vì lý do hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Anh chị em đã thấy được quyền năng của sự cầu nguyện không ạ? Cho nên trong lời cầu nguyện của chúng ta có một quyền năng, vì nó động đến Đức Chúa Trời, nó làm cho Ngài rung động, nó làm cho Ngài đáp lời. Và khi Đức Chúa Trời đáp lời thì thế giới này được biến đổi. Amen. Amen. Thế giới này được biến đổi khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của con người. Đó. Cho nên nếu anh chị em có thời giờ về nhà hãy đọc Trong Các Vua Nhất chương 18 còn 41 đến câu 45. Chỗ này nói điều gì? Đây là tiên tri Ê-li, phải không ạ? Tiên tri Ê-li sống trong một cái hoàn cảnh là vừa mới cầu nguyện cho lửa từ trời xuống, vừa mới giết 800 các tiên tri giả, và bây giờ đứng trước một nhiệm vụ, đó là ông phải khiến cho trời mưa xuống sau hàng tháng 3 năm rồi. Tất cả đều khô hạn hết, thậm chí nước trong khe cũng bị cạn khô luôn, tất cả các suối sông cạn hết, và người ta đang chết khát, mùa màng đang thất thu, dân tình đang đói khổ. Và anh chị em đọc trong Các Vua 18 câu 41 đến câu 45, anh chị em sẽ thấy ông đã quỳ gối cầu nguyện, và 7 lần như vậy ông cầu nguyện, và ông cầu nguyện đến lần thứ 7 thì có một đám mây nhỏ và bàn tay xuất hiện. Và sau đó đến câu thứ 45 thì nói sao? Sấm chớp bèn nổi lên, mưa gió ùng ùng theo đây, nên nói là vua Ahab phải bỏ chạy, chứ không mưa quá lớn. Anh chị em thấy không? Lời cầu nguyện có thể thay đổi cả luật của thiên nhiên. Lời cầu nguyện có thể khiến cho bão tố phải dừng lại, khiến cho hạn hán phải chấm dứt. Lời cầu nguyện khiến cho thế giới này biến động. Đó là điều mà chúng ta học được từ chương trình Ê-li. Nếu anh chị em đọc đến Nê-hê-mi chương 2 câu 4 câu 6, anh chị em sẽ thấy một điều nữa. Phải không? Thành Jerusalem bị phá nát, và ông Nê-hê-mi này, ông đang đứng trước cái cảnh rất tang thương của đất nước mình, và ông đau đớn trong lòng. Nhưng cái thân phận của ông thì ông không dám nói điều gì. Thân phận của ông là một phu tù, thân phận của ông là một đầy tớ, thân phận của ông là một kẻ bị giặc bắt đem về để phục dịch ở trong cái việc dân rượu cho vua, là một tù binh, là một con người không có một cái giá trị nào lớn, có một tiếng nói nào có trọng lượng. Nhưng thấy ông than khóc như vậy thì vua thấy bà mắt ông buồn đầu và ông rất hoảng sợ. Ông nói: ô, nếu vua phát hiện ra mặt ta buồn đầu, chắc là vua cho ta nghỉ việc này thì chắc là tiêu. Nhưng mà không, anh chị em đọc đến câu số 4 câu số 6 như thế này: trước khi ông thưa với vua cái duyên cớ ông buồn đầu thì Kinh Thánh chép là ông thầm cầu nguyện trong lòng. Đó phải anh em, ông thầm cầu nguyện trong lòng rồi ông thưa với vua. Lạy vua, tại sao tôi không thể buồn rầu? Bởi vì đất nước tôi tan hoang, mồ mả của tổ phụ tôi bị dày đặc, vân vân và vân vân. Cuối cùng đến câu số 6 thì em sẽ thấy vua bèn nói là: ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Anh chị em thấy chưa? Ai có thể đổi được lòng vua? Không phải ông Nê-hê-mi, nhưng lời cầu nguyện của Nê-hê-mi đã khiến cho Đức Chúa Trời đổi thái độ của vua.
Cho nên tôi có thể nói rằng lời cầu nguyện thánh hơn thiên nhiên, thay đổi lòng Chúa. Ngày hôm nay chúng ta có thể sống trong bất cứ một hoàn cảnh nào, đừng than phiền nữa. Đừng nói rằng là ô người đó khó. Đừng nói rằng là ông chủ doanh nghiệp của tôi khó quá. Đừng nói rằng là ông thị trưởng thành phố tôi sống khó quá. Đừng nói là ông xã trưởng của tôi khó quá. Đừng nói là ông trưởng thôn của tôi khó quá. Đừng nói như thế. Hãy cầu nguyện cho người đó. Amen nhé. Hãy chăm cầu nguyện mọi sự Đức Chúa Trời có thể làm được. Ngài có thể thay đổi. Hoàn cảnh anh em là gì? Đừng than phiền nữa. Hoàn cảnh anh em bất kể nó là gì, đừng kêu lên nữa. Đừng buồn đau nữa. Đừng nhục chí nữa. Tôi nói với anh em rằng có một quyền năng trong sự cầu nguyện. Tiếp theo, anh chị em đọc trong Ê-sai chương 38 câu 1 đến câu 6, anh chị em sẽ thấy một câu chuyện nữa. Đó là ông vua Ê-sai-chia đang giữa đời và ông bị một cái ung thư mụn nhỏ, và Chúa nói con chuẩn bị đi hậu tự đi, hậu sự đi, con sẽ chết. Đây là lời Chúa nói chứ không phải ma quỷ nói. Ma quỷ ở đây nó nói mày sẽ chết thì chuyện khác. Đây là Chúa sai tiên tri của Ngài đến và nói với vua Ê-sai-chia rằng vua Ê-sai-chia đến lúc con phải chết rồi, chuẩn bị đi, truyền ngôi báu rồi là cha thì truyền. Nhưng mà tôi thấy rất khâm phục của Ê-sai-chia, mặc dù Chúa phán là ông chết nhưng mà ông không muốn chết. Này, ông muốn sống. Ông muốn sống bằng cách là gì anh chứ? Ông xoay mặt vô trong tường và ông cầu nguyện, ông khóc với Chúa. Ông nói lạy Chúa, chỉ có người sống mới ngợi khen Ngài, nếu con chết rồi ai ngợi khen Ngài. Và ông lý luận rất nhiều điều phá bạc. Và rất cảm động và rất là thuyết phục với lời cầu nguyện của ông. Ông cầu nguyện tha thiết mà ông quay mặt vô vách và ông khóc như một đứa nhỏ. Cuối cùng Đức Chúa Trời nói ra nha, sai tiên tri Ê-sai quay lại và nói rằng ta đã nghe lời cầu nguyện của nó, ta sẽ cho nó sống thêm 15 năm nữa. Amen. Amen. Cho nên lời cầu nguyện có thể thắng hơn bệnh tật anh chứ. Anh chứ bệnh chỗ nào? Chỉ có lời cầu nguyện mới có thể cứu. Vì lời cầu nguyện Đức Chúa Trời đáp lời. Khi lời cầu nguyện từ tấm lòng, khi lời cầu nguyện bởi đức tin, khi lời cầu nguyện có chứng cứ, nghĩa là trích dẫn lời Ngài, nói rằng lạy Chúa, Ngài nói rằng bởi lần đầu Ngài con đã được lành, cớ sao bây giờ con bệnh, lạy Chúa, hãy can thiệp, hãy can thiệp, hãy can thiệp. Đức Chúa Trời sẽ can thiệp cho chị. Cho nên ở đây mình nhìn thấy phải không? Lời cầu nguyện thắng hơn quy luật thiên nhiên. Lời cầu nguyện thay đổi được lòng vua Chúa. Và tiếp theo anh chị em thấy lời cầu nguyện thắng hơn tật bệnh. Rồi bây giờ đến các vua 2 chương 19, anh chị em thấy gì ở đó? Cũng ông vua Ê-sai-chia thôi. Và bây giờ ông vua này không còn đối diện với bệnh tật, mà lại đối diện với quân thần, đối diện với một kẻ xâm lược, Sát-ra-ghe và một ông vua sang chế của Assyria, một vị tướng và một vị vua thi nhau đến và nói những lời hăm dọa. Anh em đọc đây sẽ thấy ha, hăm dọa. Hăm dọa sao? Bây giờ một đất nước bé nhỏ đúng không, rồi một đất nước cực kỳ hung cường đến và hăm dọa. Chúng ta hãy xem những lời hăm dọa nha. Câu 35 trong chương 18 này, đây là tướng của vua Assyria hăm dọa: trong những thần của muôn nước, có thần nào đã giải cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? Đức Giê-hô-va có thể giải cứu Jerusalem sao? Hăm dọa như thế, tức là không thể nào. Đứng trước một quân thù quá mạnh mẽ, vua Ê-sai-chia phải nói thật sự là bó tay, không cách gì làm được. Nhưng tôi thấy rất được khích lệ từ câu 19 chương 1, tôi khích lệ là gì? Hay được tin ấy, vua Ê-sai-chia khóc lóc rầu rĩ muốn tự sát. Đâu phải vậy? Không phải Kinh Thánh chép à? Hay được tin ấy, vua Ê-sai-chia xé rách áo quần mình, mặc bao gai và đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va. Thấy chưa? Nghe được tin đó, ông không chuẩn bị ngựa xe. Nghe được tin đó, ông cũng không xuống tinh thần. Nghe được sự hăm dọa của quân thần, ông không rầu rĩ ở nơi đó. Ông không nói với người ta rằng chết rồi, kỳ này bị bắt rồi, kỳ này bị móc mắt rồi, kỳ này bị chặt đầu rồi, kỳ này bị chặt tay chặt chân rồi. Ông không nói những điều đó. Nhưng ông xé rách quần áo mình và ông bước vào đền thờ của Chúa. Đây là hành động của một người cầu nguyện. Khi anh chị em chúng ta gặp nan đề, mình làm điều gì trước tiên? Đó là câu hỏi cho chúng ta suy ngẫm hôm nay. Có phải khi chúng ta gặp nan đề chúng ta bắt đầu rầu rĩ không? Có phải chúng ta gặp nan đề bắt đầu chúng ta gặp người nào chúng ta cũng kể lể về nan đề của mình không? Có phải khi chúng ta gặp nan đề
chúng ta đi với bộ dạng là gần chết không? Nếu chúng ta không tỉnh thức, Satan nó muốn thấy chúng ta trong hình ảnh đó. Nhưng cho em hãy bắt chước vua Ê-xê-chiêu. Khi anh em gặp nan đề, hãy bước vào nơi chí thánh, trong đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện và thờ phượng Ngài. Đây là vua Ê-xê-chiêu. Và lần thứ nhất khi ông vào đền thờ thì Đức Chúa Trời đáp lời nói là: con đừng lo, ta sẽ khiến cho một linh nó đến, nó phao tin một cái là tướng này kéo quân về hết, đừng lo. Mà đúng thật sự như thế, kéo quân về hết, nhưng chưa hết đâu. Khi kéo quân về thì sao nhé? Chính đích thân vua Assyria trở lại một lần nữa. Và anh chị em nghe cái lời của Sanherib là vua Assyria thăm dò ở chương 19 câu thứ 10 này. Ông nói thế này: chớ để cho Đức Chúa Trời là đấng ngươi nhờ cậy phỉnh gạt ngươi. Chớ nói rằng Jerusalem sẽ chẳng bị sa vào tay vua Assyria. Tôi thấy cái lời này nó giống như Satan hay phỉnh dò anh em mình, đúng không? Khi anh em bệnh tật, khi anh em thiếu thốn, khi anh em chuẩn bị phá sản, khi anh em chuẩn bị thất bại, khi anh em có con cái bị tai họa, hay là chính bản thân mình bị tai họa, Satan ở đây nó nói: rồi đời mày xong rồi, đừng Chúa lừa mày rồi, làm gì kinh thánh đúng đâu. Anh em kể điều đó với bạn bè nói: thế kỷ 21 mày sao mày ngu thế, bây giờ mà còn đi cầu nguyện, bây giờ mà đi còn nhờ cậy Chúa, quên chuyện đó đi, làm gì có. Anh em thấy lời này giống Satan không? Lời của vua Sanherib: chớ để Đức Chúa Trời là đấng ngươi nhờ cậy phỉnh gạt ngươi. Đức Chúa Trời đi phỉnh gạt con người, thế mà nó nói được đấy. Và cũng có nhiều người tin đấy, tin là Đức Chúa Trời phỉnh gạt. Nhưng hôm nay anh chị em ơi, vua Ê-xê-chiêu một lần nữa như thế này, trong câu 14, Ê-xê-chiêu tiếp đặng thơ ấy nơi tay thứ giả càng đọc, rồi sao? Đoạn người đi lên đền thờ của Đức Giê-hô-va. Lại một lần nữa ông lên đền thờ. Ông lên đền thờ để làm gì? Ông lên đền thờ để cầu nguyện. Ông lên đền thờ để trình bày duyên cớ, để trình bày rằng là nhà vua đó đã đến và hăm dọa, giặc giả đã đến nơi, chiến tranh đã đến nơi, mạng sống đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, rất là khẩn thiết rồi. Và nếu anh chị em đọc cả câu chuyện, anh chị sẽ thấy Chúa đã giải cứu một cách diệu kỳ, Chúa đã giải cứu một cách siêu nhiên. Giải cứu bằng cách gì? Trong một đêm, phải không ạ? Trong một đêm, thân của Chúa bởi thiên sứ của Chúa đã giết chết 185.000 quân địch một đêm thôi. Một đêm. Sau khi vua Ê-xê-chiêu cầu nguyện xong thì chỉ sau một đêm, nhìn ra hàng ngũ quân thù thấy thay chết tràn lan 185.000 người trong một đêm. Tôi nói điều đó để thấy được năng quyền của lời cầu nguyện. Thấy ở trên chỗ này, trong thế chiến, quân đội Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố của Nhật, và cho em biết bao nhiêu người chết? 91.000 người chết. Nhưng mà lời cầu nguyện của Ê-xê-chiêu giết chết 185.000 người, gấp mấy lần nha? Gấp 2 lần. Lời cầu nguyện quyền năng gấp 2 bom nguyên tử. Bom nguyên tử mà loại bom mà bây giờ con như là lúc nào cũng đòi giải trừ hạt nhân, phải không ạ? Kim Jong Un lên là suốt ngày dương lên tao sẽ bắn, suốt ngày cứ đòi bắn thật, trong khi dân tình đói khổ, suốt ngày cứ đòi bắn thì ông Mỹ sợ, ông này sợ, ông kia sợ, tất cả đều sợ bom nguyên tử, bởi vì nó rụng xuống một cái là chết sạch cả thành phố, nát phá nát. Nhưng mà tôi nói với chị, hai quả bom đã giết được 91.000 người rồi. Lời cầu nguyện của Ê-xê-chiêu giết 185.000. Cho nên chị em à, hãy suy nghĩ về điều đó. Khi anh chị em quỳ gối, có thể tới 4 quả bom nguyên tử đang dòi trên đầu sẽ lại. Và sẽ Amen. Cho nên tôi nói với anh em một điều rằng là Satan không sợ những con người đạo mạo mặc cà đá vét đeo công lê, không. Satan sợ con người quỳ gối trong phòng riêng. Satan rất sợ khi anh chị em quỳ gối cầu nguyện. Anh chị em coi những clip của tiên tri TV Joshua sẽ được hết lại điều đó. Khi một con quỷ hiện lên mà ông nói: mày làm gì đó với người này, tại sao mày ghét người này? Mà nó còn ghét nó, tao muốn giết nó. Bà hỏi tại sao muốn giết nó. Anh em biết quỷ nói sao? Tại vì nó suốt ngày cầu nguyện. Tao ghét. Nó đâu có ghét khi anh chị em làm này làm kia. Nó chỉ ghét khi anh chị em cầu nguyện. Vì sao? Vì khi anh chị em cầu nguyện, bom nguyên tử đang dội trên đầu nó, đang thả xuống trên quân quốc của nó, đang khiến cho quân thù, các quỷ sứ của nó chạy tán loạn hết.
Khi anh em cầu nguyện trong danh Giêsu ta cột rối mày, trong danh Giêsu mày cút ra khỏi nhà đó, trong danh Giêsu ra khỏi con gái đó, trong danh Giêsu ra khỏi công việc đó, trong danh Giêsu ta trói buộc mày đi xuống thành âm phủ. Lúc đó chàng biết trong thế giới thuộc linh gì vậy? Chàng tắt vào hết. Cọc nhái chó mèo ngồi đường chạy thế nào thì quỷ nó chạy giống vậy. Tôi muốn chàng thấy bức tranh đó để khích lệ anh em cầu nguyện. Khi anh em cầu nguyện là thiên sứ từ trời xuống giúp đỡ chị. Khi anh em cầu nguyện là lập tức Đức Chúa Trời nói rằng con ta đang kêu cầu, thiên sứ đâu xuống giúp nó ngay. Đấy là điều mà thiên đàng đã nói ra anh em. Hãy tin tôi đi, điều đó là đúng đấy. Cho nên Chúa không phải là đấng chậm trễ trả lời cầu nguyện anh em đâu, nhưng có điều rằng là anh em không kiên nhẫn trong sự cầu nguyện. Thấy không nhé? Công vụ sứ đồ đoạn 12 nói sao? Còn hội thánh thì cầu nguyện 1 giờ cho phía ra, hay là cầu nguyện như thế nào? Còn hội thánh thì cầu nguyện luôn cho người. Hơn nhau chữ luôn đấy anh em. Con người cầu nguyện 15 phút thôi không được thôi bỏ. Nhưng mà đời sống chúng ta ăn nhau chữ luôn đó. Sáng trưa chiều tối. Cho nên Kinh Thánh chết là hãy vui mừng mãi mãi và gì? Cầu nguyện không thôi. Trong tấm lòng của anh em phải cầu nguyện với Chúa. Trong tấm lòng của anh em phải cầu nguyện với Chúa. Trong tấm lòng của anh em phải thưa chuyện với Chúa về những điều mà mình cần. Lạy Chúa con cái con cần nghe. Lạy Chúa gia đình con cần nghe. Lạy Chúa công việc con cần nghe. Lạy Chúa đời sống tâm linh chức vụ con cần nghe. Lạy Chúa lời nói con cần nghe. Suy nghĩ con cần nghe. Lạy Chúa hãy làm đầy dạy con. Lạy Chúa hãy bảo vệ con. Lạy Chúa hãy dẫn dắt con. Lạy Chúa hãy ban ơn và đầy dạy thánh linh cho con. Liên tục anh em. Còn nói anh em đi đâu là lửa nó phát ra đó. Sao anh sợ lắm? Rất sợ. Satan rất sợ người cầu nguyện. Một lần nữa tôi khẳng định là Satan rất sợ người cầu nguyện. Tôi khích lệ anh chị em rằng hãy sống đời sống cầu nguyện. Cho nên tôi viết ở trên đây là gì? Đừng tuyệt vọng và than vãn nữa. Phải không? Hãy cầu nguyện vì Chúa quả thật đã lắng nghe và đáp lời chúng ta. Và lời cầu nguyện này có thể thắng hơn thiên nhiên, thay đổi lòng vua, thắng hơn bệnh tật, dẹp được chiến tranh và cứu khỏi ngục tù và tránh được sự chết. Điều nằm trong hai từ gì? Cầu nguyện. Như hồi nãy tiệc thánh tôi nói đấy, để cho chúng ta được cầu nguyện hôm nay, để cho lời cầu nguyện của chúng ta linh nghiệm hôm nay, nó không phải là ngẫu nhiên đâu anh chị. Những người theo những tôn giáo khác họ cầu nguyện ngày đêm. Hồi giáo họ cầu nguyện 5 lần một ngày. Tôi sống bên Nga tôi thấy các mấy anh Hồi giáo bên phòng đúng 1 giờ trưa trải chiếu ra giữa hành lang cầu nguyện. Cầu nguyện cũng say sưa mình nhiều mà có thằng nào đáp lời đâu, chẳng có thằng nào nhúc nhích hết, nhảy múa suốt ngày không có ai nhúc nhích. Các tôn giáo khác là cầu nguyện gì mà bắt lo ra được, cầu nguyện gì đi nghe thấy cầu nguyện như là biết đâu biết ta, mà chẳng có thằng nào nghe. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em, tại sao anh em mình cầu nguyện Chúa nghe? Tại sao? Đó là vì Chúa Giêsu đã trả giá cho chúng ta. Chúa Giêsu đã đổ máu của Ngài để cho chúng ta được phép đứng trước mặt Đức Chúa Trời một cách công chính. Anh chị em à, hãy nhớ ơn của Chúa. Hãy biết rằng không phải công bình riêng của mình, không phải vì công đức của mình, không phải vì mình hiểu biết, không phải vì mình có chức vụ, có địa vị, không phải, mà bởi vì của lễ Chúa Giêsu khiến cho Đức Chúa Cha nhận lòng và Ngài trả lời cầu. Cho nên Chúa Giêsu mới nói đến chị em, tôi còn nhắc lại câu Kinh Thánh này: không phải các con chọn ta, mà ấy là ta đã chọn và lập các con, hầu cho các con ra đi bằng kết quả, và để cho những lời cầu nguyện các con được Đức Chúa Cha nhận lời. Giăng chương 15 câu 16 phán chép. Cho nên ngày hôm nay tôi và bà chị em có một đặc ơn rất lớn trong Chúa. Đặc ơn đó là chúng ta cầu nguyện và Chúa trên trời. Tôi nghĩ không có một ân điển nào lớn bằng ân điển đó đâu chứ. Không có một ân điển nào trong cuộc đời này lớn bằng ân điển là chúng ta cầu nguyện và Chúa đáp lại. Suy nghĩ đây anh chị, tôi muốn điều này thấm vào lòng anh chị. Để làm gì vậy? Để anh chị bắt đầu có một nếp sống cầu nguyện ngày đêm, sáng trưa chiều. Mỗi lần anh chị cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần anh chị em cảm thấy chán nản, mỗi lần anh chị em cảm thấy nặng nề trong cuộc sống, đừng nằm dài trên giường. Tôi khích lệ anh chị em là đừng nằm dài trên giường.
hoặc là nằm dài đó rồi mở nhạc vàng rồi lên bắt đầu khóc lóc đi không. Chấm dứt cái cuộc đó đi. Cái đó nó chẳng giải quyết cái gì cả. Nằm dài trên giường rồi suy ngẫm nghiền ngẫm về những đau khổ của mình. Tôi nói thật sự đau khổ nó nhân gấp 10 lần. Những lúc anh chị em đau khổ, bệnh tật, buồn đau, thất vọng, hãy nghe lời khuyên của tôi này. Đứng dậy ngồi khen và cầu nguyện với Chúa. Anh chị em chiến đấu với Chúa. Anh chị em nói rằng ta là con Đức Chúa Trời, ta không chấp nhận bất kỳ sự xấu xa nào đến trên đời sống. Mày không có quyền trên đời sống của ta. Mày không có chỗ trong suy nghĩ của ta. Mày không có chỗ trên lời nói mọi miệng của ta. Cút đi trong danh của Chúa Giê-xu. Tôi đảm bảo với anh chị em làm như thế, cuộc đời của anh chị em chỉ có cười tươi. Hãy nghe lời này, vì tôi đã trải nghiệm điều đó. Sa-tan không để yên cho chúng ta. Sa-tan nó muốn cuộc đời chúng ta đi cúi đầu và buồn đầu. Nó muốn cuộc đời chúng ta bất an. Nó muốn cuộc đời chúng ta bất ổn. Nó muốn cuộc đời chúng ta thất bại và giới hạn. Đó là điều Sa-tan muốn. Nhưng Chúa chúng ta muốn cuộc đời chúng ta đầy dẫy bình an, vui mừng, thành công và thành vượng. Chúa chúng ta muốn được. Nhưng chỉ Chúa chỉ giúp chúng ta được khi chúng ta chìm cầu nguyện với Ngài. Và Chúa Giê-xu đã kể rất nhiều câu chuyện ở trong Kinh Thánh để khích lệ chúng ta cầu nguyện. Người đàn bà gõ cầu nguyện đúng không chứ? Người bạn nửa đêm không có bánh đãi bạn mình cầu nguyện. Kiên trì. Tất cả những câu chuyện đó Chúa Giê-xu luôn muốn nhắc chúng ta rằng cầu nguyện là phải kiên trì, phải kiên nhẫn, phải chờ đợi và phải chiến đấu cho khi sự trả lời được trong tay của mình mới dừng lại. Cái thua của chúng ta là gì? Câu trả lời đến nửa đường chúng ta đã dừng lại rồi. Đó là cái thua của phần lớn cuộc sống. Tại sao chúng ta phải kiên nhẫn anh chị? Tại sao Đức Chúa Trời phải kiên nhẫn? Tôi giải thích cho anh chị hiểu điều này để cho chúng ta đừng bỏ cuộc trong đời sống cầu nguyện của mình. Tại vì đơn giản rằng anh chị em và tôi đang sống trong thế giới mà ma quỷ là chúa đời này. Ma quỷ đang cai quản trái đất và bầu không khí này. Ma quỷ đang cai quản các quốc gia, các thành phố, các quận huyện. Ma quỷ đang cai quản tất cả bầu trời này. Và nó không bao giờ muốn cho tôi và bạn chị em nhận bất cứ một điều nhỏ nào từ Đức Chúa Trời. Ngay khi chị em cất lời cầu nguyện, cầu xin Đức Chúa Trời một điều gì, nó huy động toàn bộ lực lượng của nó trong tay điều đó, cản trở điều đó. Anh chị em muốn chữa lành thì nó muốn chị em bệnh tật. Anh chị em muốn thành công, nó muốn chị em thất bại. Anh chị em muốn giải quyết được xung đột gia đình, nó muốn gia đình chị em cứ cãi lộn và chia rẽ. Nó muốn con cái anh chị em phải hư hỏng, nhưng Chúa thì muốn con cái mình thờ phượng Chúa. Chúa muốn điều ngược lại, nhưng nó thì ở dưới đất này, còn Chúa ở các tầng trời thứ ba. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sai thiên sứ của Ngài giúp đỡ chúng ta, vừa giúp chúng ta. Nhưng để chống lại thế lực đó, anh chị em ơi, hãy duy trì lời cầu nguyện của mình. Lời cầu nguyện của mình nó giống như là năng lượng tiếp sức để cho các thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời hoàn thành công việc vậy đó. Anh chị em nói về cho dễ hiểu. Khi chúng ta tiếp tục tiếp sức, khi chiếc xe anh em đang chạy và xăng vẫn tiếp tục đổ thì nó sẽ chạy mít. Hết xăng nó sẽ mất lại. Anh chị em đừng ngừng sự cầu nguyện của mình. Anh chị em có nhớ câu chuyện của Môi-se ở trong trận chiến không? Khi Môi-se giơ tay lên thì sao? Giô-se thắng. Khi Môi-se hạ tay xuống thầy quân Israel. Đó là hình ảnh của sự cầu nguyện, chiến đấu của lời cầu nguyện. Chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh. Vậy Phi-rơ bị cầm trong kham, còn hỏi thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Có muốn anh em nhớ điều đó? Cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Anh chị em có con cái bị nan đề, hãy cầu nguyện cho nó luôn. Đừng cầu nguyện một lần hai lần. Anh chị em có những mối quan hệ cần được chúc phúc, hãy cầu nguyện cho mối quan hệ đấy luôn. Đừng cầu nguyện một lần hoặc hai lần. Anh chị em có những công việc cần được phước hạnh của Chúa, hãy cầu nguyện cho điều đó luôn. Đừng cầu nguyện một lần hai lần. Cầu nguyện cho đến khi anh chị em thấy kết quả. Đó không phải là sự vô tín, mà đó là sự duy trì, nhắc nhở, ủng hộ các thiên sứ của Chúa Trời giúp đỡ. Ví dụ như anh em cầu nguyện trong danh của Giê-xu, bệnh ta đã được lành, con được chữa lành, con đã được chữa lành. Thì anh chị em đừng có nói là mỗi lần như vậy cứ Chúa ơi chữa lành con, chữa lành con. Không phải nói thế. Mà anh chị em nói sao? Mỗi lần anh chị em cầu nguyện là anh chị em khẳng định lại, công bố lại, tuyên xưng lại những gì mình đã nhận lãnh từ Chúa.
Lần thứ nhất anh chị em cầu xin, lần thứ hai anh chị em sẽ cầu thế này: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì con đã được lành. Lạy Chúa, con tôn vinh Ngài bởi vì con đã được tự do. Lạy Chúa, bây giờ không quyền lực nào động được đến con. Cảm ơn Ngài đã nhận lời con cầu nguyện. Anh chị em cứ chiến đấu như vậy, cầu nguyện như vậy. Đó người ta gọi là duy trì lời cầu nguyện. Đừng cầu nguyện trong sự vô tín. Vì Chúa Giêsu nói rồi, không phải nhiều lời mà lời cầu nguyện được nhận đâu, mà bởi đức tin lời cầu nguyện chúng ta được nhận lời. Rồi câu số 6. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-rơ ra hầu, tôi muốn anh chị em để ý chi tiết này. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, tại sao thiên sứ không đến thăm viếng vào một thời điểm khác mà chính đêm rạng ngày mà Herod bắt Phi-rơ ra hầu? Điều này cho chúng ta học bài học gì? Điều này cho chúng ta học bài học là Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta rất đúng thời điểm. Rất đúng thời điểm. Nhiều người cầu nguyện mà không thấy câu trả lời đâu cả, bắt đầu nản. Chúa ơi, con hết tiền rồi, mai con chết rồi, mốt con chết rồi. Nhưng yên tâm đi, vẫn còn cầu nguyện là chưa chết. Đúng không? Chưa chết rồi. Chỉ đến lúc nào anh chị thì thào không còn nói ra lời rồi, tiền bạc và bánh nó sẽ đến. Yên tâm, Chúa hãy làm những cái điều phúc thắng của chị. Phút 89 trái banh đá bật vô trong vòng luôn. Rồi thắng 1-0 đi về. Chỉ cần vậy nó không đá thêm một giây nào. Anh chị em thấy. Cho nên Đức Chúa Trời tôi thấy rất lạ luôn. Năm 1998 tôi đã trải nghiệm được điều này. Mà tôi đã kể câu chuyện đó cho anh chị em rồi. Qua gia đình đói, không còn gì ăn. Anh chị ta đấy, tôi phải mò xuống gầm giường để tôi tìm xem có mấy cái đồng bạc lẻ nó chứ không. Tại vì lúc dư dật là tiền lẻ rồi bút tung tung rồi lên. Đến khi không còn đồng nào là phải bò vô gầm giường cho em nó rơi rồi qua đó. Tìm một cái đồng mua cái bánh mì mà không còn cái gì cả. Anh em có bao giờ rơi vào cảnh không còn cái gì không? Đó. Mà tôi cảm ơn Chúa là tôi đã được rơi vào rồi. Ít nhất trong cuộc đời mình phải trải nghiệm những điều đó anh em. Thú vị lắm. Đó mà. Rơi vào cảnh chẳng còn cái gì cả. Đọc lớp luôn. Nói chung là đúng nghĩa là trơ trọi luôn, không còn cái gì. Và anh em ơi, lúc đó tôi cầu nguyện như chưa bao giờ cầu. Khi anh em bị dòng vô bóng bức tường thì em cầu nguyện sống sẵn lắm, yên tâm. Rất sống sẵn. Anh em sẽ cầu nguyện quên ngủ quên ăn luôn. Có gì đâu làm, đúng không? Cầu nguyện hết lòng. Lạy Chúa, bây giờ chỉ có Ngài đáp lời hoặc là con chết. Tôi thích những cái hoàn cảnh như vậy. Nhiều khi mình phải đi trên sợi dây. Đó là đi trên sợi dây để làm gì? Để con người mình được kích hoạt. Con người mình nó có cái tính ù lì như vậy. Ù lì. Ù lì có nghĩa là gì? Đẩy nó mới chịu đấy. Không đẩy làm chỗ. Cho nên Đức Chúa Trời cho phép những hoàn cảnh để đẩy anh chị em vào sự cầu nguyện. Cho nên khi thử thách hoàn cảnh đến đừng sợ. Tôi khuyên anh chị em là hãy cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, bây giờ hoàn cảnh đến, con có cơ hội trải nghiệm quyền năng của Ngài rồi. Hãy cảm tạ Chúa điều đó. Hãy nói với Chúa điều đó. Vì năm 98 tôi trải nghiệm điều đó. Cho nên lần đầu tiên tôi cầu nguyện từ sáng về đến 4 giờ, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ đêm luôn. Tôi vô trong toilet đóng cửa lại và cầu nguyện. Giúp con không còn chán. Vì vợ con đang sinh ra như thế, không gì ăn, tiền bạc không có, nhà cửa không có. Người ta không có tiền nhà, người ta đuổi ra khỏi ngoài đường. Bây giờ vợ con đang ở nhờ nhà người khác. Sao như thế? Và anh em ạ, cái lúc khốn cùng, cái lúc bế tắc, cái lúc không còn nhờ vả một điều gì khác được nữa, thì tôi thấy lúc đó Đức Chúa Trời đáp lời. Chúa đáp lời ngay thời điểm đó. Khi trong túi còn vài chục ngàn, Chúa chưa đáp lời đâu. Khi trong túi còn vài chỉ vàng hay vài cây vàng gửi ngân hàng, Chúa chưa đáp lời đâu, yên tâm đi. Đã ăn hết chỗ đó đi, Chúa đáp lời. Cứ yên tâm bán ra mà tiêu đi, Chúa đáp lời xong. Thế cho nên nhiều khi con người ta không còn một cái điều gì để trông cậy thì Chúa đáp lời. Cho nên vả đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-rơ ra hầu, nghĩa là cái đêm đó là quyết định rồi. Cái đêm đó mà sự đáp lời không đến thì đầu Phi-rơ sao nhé? Phải không? Đứng giữa sự mong manh đó thì Đức Chúa Trời đáp lời. Và thiên sứ của Chúa hiện đến. Khi thiên sứ của Chúa hiện đến thì xin mình rước ra khỏi tay. Anh chị thấy cái ý nghĩa này. Herod là Satan. Herod là hình ảnh của Satan. Satan muốn tiêu diệt cuộc sống nhé. Qua đủ thứ hoạn nạn trong đời này. Đói khổ nghèo nàn bệnh tật đau yếu nó muốn tiêu diệt.
Và nó đến nó nói với anh chị em rằng đêm nay là đêm cuối cùng của mày. Ngày mai ta sẽ tiêu diệt mày. Satan có thể nói điều đó. Satan có thể đem sự hoảng sợ đến cho anh chị em. Satan có thể đem những ý nghĩ tiêu cực đến cho anh chị em. Nhưng mà yên tâm đi, nếu anh chị em là người cầu nguyện thì cũng chính đêm đó thiên sứ của Chúa đến. Amen. Anh chị em, chính đêm đó thiên sứ của Chúa đến. Thiên sứ của Chúa là đang giải cứu chạy đến cho anh chị em. Và khi thiên sứ của Ngài đến thì Kinh Thánh chép là xiềng bèn rớt ra khỏi tay Ngài. Mọi xiềng trên cuộc sống anh chị em rớt hay. Tất cả mọi xích rớt hay. Tất cả mọi điều gì mà Satan trói buộc rớt hay. Đó là quyền năng của sự cầu nguyện thưa anh chị em. Cho nên lời cầu nguyện nó quan trọng vô cùng trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải xây dựng một nếp sống cầu nguyện. Chúng ta cần phải liên tục tỉnh thức về điều này. Chúa Giêsu đã nói rằng tâm thần thì muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu nhược. Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện để đừng xa lạc càng dọn. Và tôi đọc trong Kinh Thánh tôi nhìn thấy sứ đồ Phi-rơ khi nhắc đến những người cầu nguyện, ông đều gọi họ là những chiến sĩ. Chiến sĩ. Và khi ông nói về sự cầu nguyện, ông nói rằng người đó đang chiến đấu cho anh em, chiến đấu trong sự cầu nguyện. Cho nên Phi-rơ, các sứ đồ Phao-lô so sánh đời sống cầu nguyện như một đời sống nơi chiến trận. Một người lính ra trận chiến là anh em biết điều gì rồi, phải không ạ? Người đó phải luôn luôn tỉnh thức. Bởi vì nếu không tỉnh thức thì mạng sống của mình bị tước mất bởi kẻ thù. Nếu anh em bước vào chiến trận của sự cầu nguyện mà mình không tỉnh thức thì có nghĩa là mình đang nộp mạng cho Satan. Cho nên hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức luôn luôn để biết rằng tôi và bạn trên đang đứng trong cuộc chiến thuộc linh. Và kẻ thù xung quanh đang rảo bước để tìm kiếm những người nào mà có thể nuốt được. Tóm lại thưa anh em, nếu hôm nay năng để đến trong cuộc sống của mình, khó khăn ập đến, bế tắc đến, không lối thoát đến, buồn cầu đến, lo lắng đến, bất an đến, tôi nói với anh em rằng chỉ có một giải pháp thôi, đó là quỳ gối xuống trước mặt Chúa. Và Kinh Thánh đã chứng minh điều đó là hiệu nghiệm. Kinh Thánh chép rằng người công bình lấy lòng sốt sắng và cầu nguyện thật. Kinh Thánh cho biết nhiều ví dụ về sự ứng nghiệm linh ứng của lời cầu nguyện của người thánh đồ là những người biết Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, tôi và bạn chị em hôm nay là những người đó, là những người có đặc ơn để cầu nguyện và Đức Chúa Trời đáp lời. Anh chị em biết tại sao thế giới phương Tây ngày hôm nay đời sống tâm linh họ đi xuống không? Tại sao châu Âu trở thành một cái nơi lạnh lẽo? Tại sao nước Mỹ bây giờ trở thành đầy những sự xa đọa? Tại sao những đất nước đã từng có một đời sống tin kính Chúa và bây giờ dần dà tụt hậu? Tại sao Nam Hàn những năm 70 là những nơi phóng hưng, những nơi mà mục sư Chu Dân Huy đã gửi 2.000 giáo sĩ mỗi năm đi khắp thế giới, và bây giờ người ta đang nói rằng là giới trẻ của Nam Hàn không còn quan tâm đến Đức Chúa Trời? Một mục sư tại Indo, ông tôi qua đó dự hội nghị và ông nói rằng tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên bởi vì cả một cái đại hội thanh niên, nhưng mà các hội thánh Hàn Quốc chỉ gom được có 200 thanh niên thôi. Một đại hội mà gom được có 200 người thôi. Bởi vì giới trẻ nó quan tâm cái gì chứ nó không quan tâm đến Đức Chúa Trời nữa. Tại sao? Và tại sao? Và tại sao? Tại vì đơn giản thế này thôi chứ. Khi đời sống vật chất của con người đầy đủ, khi những phương tiện xung quanh con người quá đầy đủ, lòng con người trở nên cảm thấy sao? Thỏa lòng, cảm thấy dư thừa, cảm thấy không cần thiết để cầu nguyện nữa, cảm thấy không việc gì phải quỳ gối xuống nữa, cảm thấy không cần phải đổ nước mắt nữa, cảm thấy không còn cần Đức Chúa Trời nữa. Anh chị em ơi, lúc mà lòng người cảm thấy rằng mình đầy đủ rồi, mình không cần Đức Chúa Trời nữa, đó là lúc tất cả đi xuống, tất cả bắt đầu đi xuống. Và châu Âu cũng vậy, Mỹ cũng vậy, Hàn Quốc cũng vậy, tất cả đi xuống. Bởi vì người ta ngưng cầu nguyện với Chúa, ngưng cầu. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng cầu nguyện là khởi nguồn của phép lạ. Anh chị em không cầu nguyện thì chẳng có phép lạ gì xảy ra. Vì mình có cầu nguyện đâu mà Chúa đáp lời mà có phép lạ, đúng không anh chị em? Có cầu nguyện đâu mà đòi phép lạ. Và nếu
đất nước đó, hội thánh đó, gia đình đó, cá nhân đời sống đó không có phép lạ của Chúa xảy ra. Thì tôi nói thật sẽ nghe, đức tin biến thành tôn giáo là điều rất dễ dàng. Chúng ta chỉ còn lại những người giữ lễ thôi. Chúng ta chỉ còn lại cái áo thôi, nhưng không có cái chất bên trong. Chúng ta đã biến chất mất rồi. Chúng ta không còn là người tương giao với Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta không còn là người nhận lãnh sứ mạng của Đức Chúa Trời để truyền ra cho thế giới này nữa. Chúng ta chỉ là những người giả hình của thời đại mới. Giả hình, thật sự là giả hình. Đến ngày Chủ nhật thì mặc đồ cho đẹp vào, đem cái thánh giá vô đây, không đi được, mà toàn người tin Chúa. Về nhà cởi cái thánh giá ra, bước đây thành người khác. Đúng không? Cho nên cây thánh giá và cây áo không làm nên một cái gì cả. Quan trọng là mối quan hệ bên trong. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, trước khi chúng ta cầu nguyện, lời của tiên tri TV Joshua nói. Ông nói thế này: cái điều cốt lõi của cơ đốc giáo không phải là vẻ bề ngoài hoặc việc chúng ta làm, tự con người mình làm, mà điều cốt lõi của cơ đốc giáo là cái bầu không khí mà chúng ta tạo ra bởi mối quan hệ riêng tư của chúng ta với Chúa. Và người nào là người có mối quan hệ riêng tư với Chúa? Nếu không phải là người mà ngày đêm cầu nguyện với Ngài, nếu không phải là người ngày đêm trò chuyện với Ngài, thưa anh chị em, khi anh chị em ở với Ngài, trò chuyện với Ngài, cầu nguyện với Ngài, tôn với Ngài, khẩn đảo với Ngài, sự vinh hiển của Chúa ngự trên anh chị em. Anh chị em đi đến đâu, bầu không khí ở đó thay đổi. Anh chị em hiện diện ở chỗ nào, sự bình an vui mừng sẽ chiếm ngự ở nơi đó. Anh chị em đụng đến chỗ nào, chỗ đó thành vượng. Anh chị em chạm đến người nào, người đó được chữa lành. Đó gọi là bầu không khí mà chúng ta tạo ra bởi mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Điều đó không ai mua được bằng tiền. Điều đó anh chị em cũng không xin được bằng kiến thức. Điều đó anh chị em cũng không bao giờ tự kiến tạo cho mình được bằng cách là học những kỹ năng chuyển tiếp hay là học những kỹ năng kỹ xảo được, không được. Tất cả những điều đó chỉ có được khi anh chị em gần gũi Đức Chúa Trời. Đó là điều khó nhất ở trong cơ đốc giáo. Và đó cũng là điều mầu nhiệm nhất ở trong đạo Chúa. Nếu anh chị em muốn sống đời sống để có thể bày tỏ cho thế giới sự trân truyền của phúc âm Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa, hãy khai thác với Chúa, hãy luôn luôn nắm lấy Chúa. Đừng than vãn, đừng thất vọng, đừng buồn rầu, đừng vô tín nữa. Tất cả mọi nan đề hãy trình lên cho Ngài. Tất cả mọi vấn đề hãy đưa lên cho Ngài, vì Kinh Thánh chép rằng Ngài hãy sẵn sàng anh em. Đúng không chứ? Ngài là đấng chăm sóc chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài quan phòng chúng ta, Ngài yêu mến và Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Thì việc gì mình ôm nhu cầu và đời sống mình? Cho nên tôi thấy rằng chỉ có một điều cản trở chúng ta cầu, đó là sự vô tín của tâm hồn chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chắc Chúa không đáp lời đâu, cầu nguyện lâu quá, chờ đợi Chúa lâu quá, thôi mình giải quyết cho nó nhanh. Chúng ta hãy nghĩ như thế. Nhưng chị em ơi, không nhanh hơn Chúa được đâu. Tụi nói với chị em là không nhanh hơn Chúa được. Điều gì Chúa làm là điều đó tốt nhất trên đời sống chúng ta. Chúng ta không thể nhanh hơn Chúa được. Có những cuộc đời muốn giàu nhanh, muốn thành công nhanh, muốn làm mọi sự phải nhanh, tất cả phải nhanh. Nhưng anh chị em ơi, cái nhanh đó nó không quan trọng bằng cái bền đó. Và tôi nói với chị em rằng điều gì mà Đức Chúa Trời làm thì điều đó sẽ bền đến đời đời. Và một lần nữa, tất cả những gì Đức Chúa Trời làm trên đời sống chúng ta đều qua sự cầu nguyện. Hãy nhớ điều đó cho chúng ta, anh chị em. Tất cả muốn chữa lành chắc, cầu nguyện. Muốn thành vượng chắc, cầu nguyện. Muốn thành công chắc, cầu nguyện. Muốn được phát triển, muốn được mọi sự từ Chúa chắc, cầu nguyện. Tất cả đều bởi sự cầu nguyện. Không có sự cầu nguyện, không điều gì xảy ra trên đời sống. Cho nên thưa anh chị em, tôi vẫn phải nhắc lại rằng cầu nguyện là một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống chúng ta, để chúng ta nói và Chúa đáp lời. Khi Chúa đáp lời thì hoàn cảnh thay đổi. Khi Chúa Đức Chúa Trời đáp lời thì đời sống anh em không như cũ, tôi đảm bảo là không. Tôi nhớ lại năm 98 đó, khi Chúa đáp lời tôi về lĩnh vực tài chính. Tôi nhớ rằng từ năm đó đến tận hôm nay không còn như cũ. Tất cả biến đổi, tôi trải nghiệm được một sự chu cấp siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời của mình. Cho nên khi Đức Chúa Trời đáp lại anh chị em, thì
thì đó là điều tuyệt vời trong tất cả mọi điều tuyệt vời trong vũ trụ. Vì sao vậy? Vì một sự đáp lời của Đức Chúa Trời khích lệ đức tin cha, nâng đỡ đức tin cha, nó đưa đời sống tâm linh của anh em lên một tầm cao mới. Anh em không còn sống như một người mà hên xui may rủi nữa. Anh em sẽ không còn sống với một con người mà đi lại rồi cầu nguyện mà anh cầu nguyện như thế là anh nghĩ sao không? Tôi cứ cầu nguyện thôi, Chúa đáp lời hên xui. Không còn sống như thế nữa. Rất nhiều người ngày hôm nay sống bằng cách hên xui. Nhưng tôi nói với anh em rằng Đức Chúa Trời hành sống của chúng ta không phải là hên xui. Anh chị em cầu nguyện và Ngài nói rằng Ngài đáp lời. Amen. Lời của Chúa. Và tôi với anh chị em tin xác quyết điều đó. Anh em chị em. Tôi tin xác quyết điều đó. Tôi muốn chị em cũng tin xác quyết điều đó. Khi anh chị em quỳ gối, lạy Chúa con cần điều này. Lạy Chúa con muốn điều gì? Hãy biết một điều rằng Chúa đang chuẩn bị con trả lời. Amen. Cầu nguyện xong là chờ đợi. Giống như Thi Thiên số 5 nói đó anh chị em. Em đọc Thi Thiên số 5. Buổi sáng tôi trình duyên cớ tôi với Chúa và tôi chờ đợi Ngài. Đó là làm sống tuyệt vời. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi dùng những lời này để khích lệ anh chị. Và tôi muốn tất cả hội thánh của Chúa bước vào một đời sống cầu nguyện một cách riêng tư, cầu nguyện tập thể, cầu nguyện hiệp một, cầu nguyện để đem lại sự biến đổi đồng phải trong tất cả lĩnh vực của mình. Anh em chị. Và hãy nhớ nha, cầu nguyện là một trận chiến. Có sự lường biến nó sẽ đến, có sự phù lì nó sẽ đến, có sự trễ nải nó đến, có một cái sự chán nản nó đến, có một cái sự thích nằm dài từ sáng đến chiều chúng thích nói lần nào nó đến. Biết mà, chắc chắn có mà, người nào chẳng có. Cho nên hãy chống lại điều đó. Chống lại bằng cách gì? Sáng dậy, đừng đắp chăn mà bật máy lạnh rồi nằm trên giường cầu nguyện. Anh chị em cầu nguyện 3 phút ngủ luôn rồi. Sáng dậy phải mở chăn ra, bước xuống giường, vô trong phòng, quỳ gối xuống. Hoặc lấy một cái ghế, ngồi hẳn thôi nè. Lạy Chúa, con đang cầu nguyện với Ngài. Anh em tỉnh táo, đàng hoàng, cầu nguyện với Chúa. Cho nên, nếu chúng ta không nghiêm túc với đời sống cầu nguyện, mà quỷ xem là, xác thịt xem là, và đời sống anh chị em cứ lững lờ như con cá vàng trong bể vậy. Cho nên em ơi, hãy nghiêm túc với đời sống tội. Đó là lý do tại sao tôi vẫn nhắc lại Chúa Giêsu nói tâm thần thì muốn mà xác thì thế. Không muốn chúng ta cầu nguyện tí nào. Và hội thánh nào là hội thánh cầu nguyện thì hội thánh là đầy phép lạ. Còn hội thánh nào vô thờ phượng mà mùi bay cũng nghe, mùi kêu cũng nghe hết thì thôi hỏng rồi. Bầu không khí khô cứng, đứng dưới không cảm nhận một cái điều gì Chúa hiện diện. Và lâu dần biết con người thì thành một con người tôn giáo, và ta gọi là một tôn giáo tin lành. Người ta bảo là thôi hôm nay lên chùa tế là mai lên nhà Chúa, giống nhau. Vì họ thấy là đi hai nơi giống nhau. Giống ở một số nơi tôi thấy dân chúng người ta nói thế. Người ta nói với tôi là anh bảo đến hội thánh tin lành là đầy Chúa hiện diện, tôi thấy giống khác gì đâu. Tôi lên chùa tôi cũng thấy vậy, tôi vô nhà thờ tôi gặp Chúa cũng giống y, cũng gõ gõ cái keng gì đó rồi đi về chẳng khác gì. Anh chị em à, nếu chúng ta như vậy thì không bao giờ có thể biến đổi thế giới này, không bao giờ có thể thu hút được cộng đồng. Và tôi một lần nữa là hội thánh cầu nguyện nó khiến cho hội thánh khác với nhà chùa, nó khiến cho hội thánh khác với tất cả những tôn giáo khác. Đó là sự cầu nguyện của chúng ta. Vì khi lòng chúng ta cầu nguyện, Chúa hiện diện. Khi mình thờ phượng Ngài, cầu nguyện với Ngài, Chúa hiện diện ở đây và đổ đến tận lòng của chúng ta. Và chúng ta thấy khác. Chúng ta đến hội thánh, chúng ta thấy khác. Ta thấy ô, ở đây thật sự có Đức Chúa Trời. Và người ta đến hội thánh, người ta thấy khác. Người ta nói ô, chỗ anh em, tôi thấy có Đức Chúa Trời. Và đó là sự thu hút của chúng ta. Amen chứ? Amen. Khích lệ cho bạn cầu nguyện. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện nha. Hãy nói với Chúa, giúp con có một đời sống cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay con sẽ nghiêm túc với chính Ngài để chúng ta có một đời sống cầu nguyện thường xuyên. Nếu anh em đang ngồi đây có những ai đó rất khó khăn trong đời sống cầu nguyện, hãy nói với Chúa ngay chính thời gian. Và tôi tin rằng trong sự hiện diện của Thánh Linh Chúa, Ngài sẽ đến giúp anh chị em có một đời sống cầu nguyện. Nên cầu nguyện với một tấm lòng tha thiết, cầu nguyện với một năng quyền,
cầu nguyện trong sự hiện diện Thánh, cầu nguyện đến nỗi thiên sứ đến thăm viếng anh chị, cầu nguyện đến nỗi anh chị cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh mình. Đó là sự cầu nguyện Chúa, đó là lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời mong đợi. Cầu nguyện hết lòng, cầu nguyện bởi đức tin, cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện làm cho rung chuyển cả nhà cửa, cầu nguyện làm cho rung chuyển các tầng trời, và Đức Chúa Trời phải nghiêng đổ các tầng trời xuống mà thăm viếng Chúa. Anh em ơi, hãy khao khát Chúa điều đó đi. Hãy nói rằng lạy Chúa ngày hôm nay con thật sự khao khát một đời sống cầu nguyện. Vì con biết rằng lời cầu nguyện có thể thắng thân bệnh tật, lời cầu nguyện có thể đổi lòng vua, lời cầu nguyện có thể thắng thân kẻ thù, và lời cầu nguyện có thể thay đổi được mọi hoàn cảnh xung quanh con. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện. Lạy Chúa, năng đề của chúng con là nhỏ trước sự cầu nguyện của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện với Ngài đáp lời. Năng đề của chúng con cầm chấm dứt, người thân của chúng con được cứu, anh chị em con được cứu, cha mẹ con được cứu, hoàn cảnh con được thay đổi, tất cả tương lai của con được thành điểm. Đó là nhờ lời cầu nguyện. Anh chị em ơi, hãy nói với Chúa điều đó, hãy khao khát. Oh, hallelujah. Hãy cầu nguyện hết lòng chị em, hãy hết lòng mà nói với Ngài. Lạy Chúa, hãy hiến diện tại nơi này. Cha ơi, hãy đổ ơn phúc của Ngài xuống trời thánh này ngay chính thời giờ này. Và con tin rằng mỗi một anh em con là một chiến sĩ cầu nguyện trong hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, con lời khen Ngài. Hallelujah. 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 Lạy Chúa, hãy đáp lời anh em con ngay chính thời giờ. Hãy đáp lời anh em con ngay chính thời giờ này. Hãy đáp lời anh em con ngay chính thời giờ này. Hãy đáp lời anh em con ngay chính thời giờ này. Hãy đáp lời anh em con ngay chính thời giờ này. Con muốn tất cả anh em con đang ngồi tại nơi đây, tất cả anh em con đang có mặt trong căn phòng này, trở thành một chiến sĩ cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Trở thành một chiến sĩ cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Lạy Chúa, hãy biến đổi linh hồn anh em con. Lạy Chúa, hãy biến đổi đời sống anh em con. Lạy Chúa, hãy biến đổi suy nghĩ anh em con. Lạy Chúa, hãy mặc khải cho anh em con. Oh, hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài, ngợi khen danh Ngài, ngợi khen danh Ngài, ngợi khen danh của Ngài, ngợi khen danh của Ngài. Từ nhỏ đến lớn, từ người nam đến người nữ, tất cả đều trở thành người cầu nguyện ngay thời giờ này. Không một người nào là không cầu nguyện ngay thời giờ này. Trong chết của Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy cầu nguyện ngay thời giờ này. Hãy mở miệng mình ra cầu nguyện ngay thời giờ này. Hãy nói lạy Chúa, con muốn cầu nguyện với Ngài. Lạy Chúa, con muốn thành duyên cớ con với Ngài. Lạy Chúa, con muốn thưa với Ngài rằng Ngài là đấng đáp lời, và con tin rằng lời cầu nguyện của chúng con được linh nghiệm, linh nghiệm bởi huyết Giêsu, linh nghiệm bởi quyền năng và trong thánh linh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah. Trong danh của Giêsu, trong danh của Giêsu quyền năng, tất cả những quyền lực nào đang cản trở đời sống cầu nguyện của hội thánh ngay giờ phút này bị trói buộc và đi ra trong danh Giêsu Christ, trong danh của Giêsu Christ quyền năng. Ta trói buộc tất cả những quyền lực nào, các quỷ sứ nào, tất cả sự lạnh lẽo nào, tất cả tà linh bệnh tật nào, tất cả tà linh vô tín nào, tất cả mọi tà linh đó sợ hãi nào, tất cả mọi tà linh sự u lì u mê nào, trong danh của Giêsu, rời khỏi thánh của Chúa, rời khỏi thánh của Chúa, rời trong danh của Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah, hallelujah. Hãy tự do. Mọi linh hồn ở đây được tự do. Mọi tâm linh ở đây được tự do. Mọi tâm linh được tự do. Tự do để cầu nguyện với Chúa vậy này. Con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con tin rằng tất cả anh em con trong hội thánh nhà của dân này là những chiến sĩ cầu nguyện một cách tự do. Tự do hoàn toàn. Lời cầu nguyện của anh em con sẽ làm rung động cả các tầng trời. Lời cầu nguyện của anh em con sẽ đập vỡ thổ đàng. Lời cầu nguyện của anh em con sẽ khiến ma quỷ run sợ. Lạy Chúa, hãy thăm viếng tất cả anh em con giờ này. Thăm viếng Chúa, hãy bảo đây thánh linh Chúa, đây dạy thánh linh Chúa, đây dạy thánh linh, đây dạy thánh linh tất cả các nhà. Hallelujah. Cảm ơn Ngài ngay giờ này. Cảm ơn Chúa ngay giờ này. Con tin rằng khi tất cả anh em con cầu nguyện, thì trong thế giới thần linh bắt đầu chuyển động. Thế giới thần linh đang chuyển động. Ma quỷ đang run sợ khi hội thánh ngài cầu nguyện. Ma quỷ đang run sợ khi hội thánh ngài là những người cầu nguyện. Ma quỷ run sợ và bỏ chạy khi chúng con cầu nguyện trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài ngay trên thiên đàng này. Ngợi khen Ngài, lạy Chúa. 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 Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con khích lệ anh chị em ngay thời giờ này, hãy trình nhu cầu của mình lên cho Đức Chúa Trời. Tất cả anh chị em đang ngồi có mặt ở đây này, nhu cầu anh chị em là gì? Dù đó là bệnh tật, dù đó là tài chính, dù đó là nhu cầu gia đình hay là phước hạnh,
ngay thời gian này, hãy trình lên cho Đức Chúa Trời, hãy trình lên cho Ngài trong danh Jesus Christ. Ngài nói rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng hãy dùng lời cầu nguyện này xin tạ ơn và trình cho Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đáp lời chi, hãy trình cho Ngài vì Ngài là đấng đáp lời, Ngài là đấng sẵn sàng, Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện. Cho nên hãy tin điều đó. Không có sự gì là khó cho Đức Chúa Trời đâu. Không có sự gì là quá khó cho Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng ba là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cũng mọi lời xác thịt. Hả có điều gì khó cho ta chăng? Không điều gì khó đối với Chúa. Hãy trên cái này nha. Dù đó là sự cản trở trong đời sống hôn nhân, dù đó là bất kể sự gì trong gia đình, dù đó là trên con cái, dù đó là trên nghề nghiệp, dù đó là trên chức vụ trong tương lai, anh chị em ơi, hãy trên cái này. Hãy nói rằng lạy Chúa, con muốn Chúa giải quyết, con muốn Chúa giúp con muốn Chúa cho con thấy được năng quyền của Ngài trong đời sống con. Hãy nói điều đó và Chúa sẽ làm ngay bây giờ. Trong danh của Giêsu quyền năng, trong danh của Giêsu quyền năng, đặt quyền cho tất cả những quyền lực của sự tối tăm, tất cả những quyền lực tối tăm, những quyền lực của Satan, những xiềng xích của Satan trên đời sống của anh chị em ta đang ngồi tại đây này, những quyền lực Satan, dù đó là linh của bệnh tật, dù đó là linh của sự giới hạn, dù đó là sự đói nghèo, dù đó là sự chia rẽ, dù đó là sự buồn đau, lo âu, cay đắng, tất cả các tà linh hãy nghe đây, trong danh của Giêsu, ta bẻ gãy mày và rời khỏi con người nào, rời trong danh của Giêsu Christ quyền năng, hãy rời trong danh của Giêsu Christ quyền năng, hãy rời đi trong danh của Giêsu Christ quyền năng. Ô, con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài vì điều đó, cảm ơn Ngài vì điều đó, trong danh của Chúa Giêsu, tất cả chúng con được tự do, cảm ơn Chúa Giêsu. 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 Tất cả chúng con được tự do. Tất cả chúng con được tự do. Hội thánh chúng con được tự do. Gia đình chúng con được tự do. Đồng loại chúng con được tự do. Thân thể chúng con được tự do. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa. Còn có cái chuyện nào khi mình cầu như thế này thì Satan phải tháo mọi xiềng của nó ra, mọi xiềng của nó bị bẫy hết, mọi gông của nó đã bị tháo tung hết. Ô, là tất cả đời sống anh em được hoàn toàn tự do, hoàn toàn tự do, không có điều gì là khó cho Chúa đâu anh em. Tôi nói với anh em một lần nữa là không sự gì là quá khó cho Đức Chúa Trời. Chỉ điều anh em hãy tin rằng hôm nay là ngày của anh em. Hôm nay là ngày mà Đức Chúa Trời đáp lời anh em. Hôm nay là ngày mà mọi sự cũ phải chấm dứt. Hôm nay là ngày mọi xiềng phải tháo ra. Hôm nay là ngày mọi bệnh tật phải lìa đi. Hôm nay là ngày mọi điều buồn đau phải hết đi. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, Lạy Chúa. Hãy để cho thánh của Ngài khích lệ mọi đức tin ngày thời gian. Còn tin rằng Chúa đang ở đây và không điều gì Ngài không làm được cho anh em. Ngày hôm nay chúng con đang nói về quyền năng của sự cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài bởi vì lời cầu nguyện có thể biến đổi mọi hoàn cảnh. Bởi lời cầu nguyện của chúng con trong danh Giêsu có thể thắng hơn bệnh tật, có thể thay đổi được mọi lòng người. Ô, lời cầu nguyện của chúng con có thể khiến cho kẻ thù bị tiêu diệt. Ô, lời cầu nguyện của chúng con có thể khiến chúng con ra khỏi ngục tù và thoát khỏi sự chết. Hallelujah. Lạy Chúa, chúng con biết rằng vì chúng con luôn luôn cầu nguyện thì sự chiến thắng thuộc về chúng con là chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn như mặt trời phải mọc mỗi buổi sáng mai. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, Lạy Chúa, ngợi khen danh của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tôi biết anh chị em đến đây với những nhu cầu, với những năng đề hay là với những điều mà anh chị em ao ước. Nhưng như bài giảng hôm nay nói đó, anh chị em phải biết là câu trả lời của đời sống chúng ta là nằm ở sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta không có năng lực để làm điều gì hết, nhưng năng lực của chúng ta nằm ở chỗ là Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Amen. Thì chúng ta nói bệnh thì lành đi, mà Chúa nói một thiên sứ hãy đến lấy căn bệnh này đi và làm được. Amen. Đó là thật sự là mình thấy đưa lên. Thế thật sự con người mình có cái quyền năng gì đâu, con người mình thật sự không có một năng lực gì cả, nhưng Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Amen. Cho nên khi anh chị nói rằng lạy Chúa con muốn được phước, thế thì Đức Chúa Trời sai một thiên sứ xuống và nói rằng hãy ban phước cho nó. Đó là cách chúng ta thấy được năng lực, đó là cách chúng ta nhận lãnh và bước đi trong thế gian này. Cho nên chị em ơi, lời cầu nguyện thật sự có năng, đừng sợ, đừng thất vọng, đừng chán nản, nhưng hãy trình mọi điều mà mình muốn cho Đức Chúa Trời.
Chúa đã làm phép lạ. 20 mấy năm tôi đi với Chúa, tôi thấy quả thật Đức Chúa Trời đã làm trả lời cầu nguyện đến từng chi tiết, từng chi tiết. Chúa không bao giờ trả lời một cách chung chung, Chúa trả lời đến từng chi tiết trong đời sống chúng ta. Cho nên chị em ơi, mỗi lời chúng ta dâng cho Ngài bởi đức tin, hãy nhớ rằng Thiên đàng có một sổ ghi lại. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta quên mất mình cầu nguyện cái gì. Nhưng mà tôi muốn khích lại cho em này, Thiên đàng không quên. Có một người cầu nguyện 3 năm rồi em quên mất tiêu, tự nhiên nó đáp lời cầu nguyện ngay bây giờ. Mà anh em nhớ lại, ô 3 năm trước tôi có nói điều đó. Anh em thấy cha mình chú đáo không? Rất chú ý. Có phải không? Một lời mình nói ra và Ngài ghi nhận. Ngày hôm nay anh em cầu nguyện điều gì? Chúa đang ghi nhận và Chúa đã đáp lời. Cho nên đừng sợ. Amen. Đừng sợ. Chắc chắn Chúa là nó. Và bây giờ anh em thấy mình được khích lệ chưa? Anh em thấy là nhu cầu của mình có hy vọng và đầy dẫy đức tin để được Ngài đáp ứng không? Chắc chắn rồi anh em. Hội thánh là nơi để chúng ta thấy được Đức Chúa Trời. Cho nên tôi rất là mong muốn rằng anh em tiếp tục sống với những lời chứng sống, những lời chứng rằng Đức Chúa Trời thật sự hành động trong cuộc đời. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.